Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình iGov nhận 10 đô token Safimax nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form ra các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn like và retweet Twitter của nó nè các bạn. Hiện tại dự án này nó đã có con sắt các bạn. Rồi bạn like các bạn chích dẫn với tweet nè. Các bạn ghi giúp mình là chữ thăng nha các bạn, BC. Rồi các bạn tan 2-3 người bạn của mình vào cũng được nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè các bạn. Đây mình bình luận luôn các bạn. Rồi các bạn bình luận câu bất kỳ nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Tiếp tục các bạn quay lại link form nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow dự án nha tất cả các bạn. Trên Twitter của dự án thì các bạn ghi theo dõi nè các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn mà đã like và Twitter bị dưới game rồi các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại link form nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh group, kênh Challenge nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút join vào các bạn. Sau khi join vào các bạn nhấp vào ba chữ gạch bên cùng nè các bạn. Bạn vào setting copy username Telegram của mình nha các bạn, là cộng anh bút số 1 nè. Các bạn bắt up lên link form các bạn. Các bạn join luôn kênh channel nữa các bạn, hai kênh group nữa. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của mình vào nè, anhnhanquỳnh5991@gmail.com. Ôi tôi cần này đang bán phi sale, giờ bạn bấm set nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username mình đã hướng dẫn các bạn, username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, là cộng anh bút số 1 nè. Tiếp tục thì điền tiếp tục là cái username Twitter của mình nha các bạn, không quên. Thì các bạn mở Twitter của mình ra vào cài đặt, vào trang cá nhân mình chỉ sẽ thấy được cái username mình nó nằm ở dưới các bạn, có chữ A cộng đó. WinNNH9. Tiếp tục thì các bạn gửi lên cái link retweet nè. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Trên Twitter thì các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè các bạn. Username mình là nằm chỗ này nè các bạn. Giờ các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn qua bên Twitter sẽ trả lời Twitter nè các bạn. Là cái bài mình tạo Twitter hồi nãy nè các bạn. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Phan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. I love support. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn dán lên review sẽ đây nè. Tiếp tục cái mã giới thiệu của mình đi các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 nè các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB mà. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên dưới Safiban cũng được nữa. Rồi các bạn nhấp vào hai dấu thích luôn nha các bạn. Tiếp tục hỏi đánh giá về dự án này sao thì các bạn qua Google dịch các bạn. Các bạn mở Google dịch lên nè. Thì các bạn chọn qua tiếng Việt nè. Các bạn ghi vào đánh giá bất kỳ các bạn. Các bạn ghi sao dự án rất tốt. Rồi các bạn ghi đại dự án rất tốt nha các bạn. Rồi các bạn copy lại cái dòng chữ tiếng Anh nghe đó các bạn. Các bạn mở link form lại các bạn dán vào đây nghe đó các bạn. Ai chết. Các bạn dán vào đây nè nghe các bạn. Rồi các bạn kiểm tra một lần nữa cái username Telegram mình, tờ Twitter của mình đã chính xác, email của mình chính xác chưa các bạn. Rồi bạn bấm gỡ nghe các bạn. Ok, và mình giới thiệu các bạn tiếp một chương trình iGov thứ hai là cũng điền form như vậy nha các bạn, nhận token spot nha. Rồi dự án thứ hai là mình nhận 100 đô token spot nè bạn. Token này sẽ list vào ngày 20 tháng 5 sẽ list sàn Bankake Swap các bạn. Tiếp tục dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của mình nè các bạn. Vì hồi nãy mình đã làm cái video hướng dẫn các bạn nên nó bị lỗi nha các bạn. Rồi các bạn bấm set nè các bạn. Rồi 2 cộng 10 trừ 6 bằng 6 nha các bạn. Bạn lưu cấp trang nha các bạn, chính xác. Rồi các bạn bấm tiếp nè. Vào đây thì các bạn cũng tiếp tục gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Best 20 hồi nãy mình đã copy rồi các bạn. Không rồi, lộn rồi. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè các bạn.
các bạn copy địa chỉ BNB Sebastian này nè, rồi các bạn bắt upload, các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn cũng join kênh group, kênh seller cũng như là dự án đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username của mình tiếp tục nữa, cũng là cộng anh 4 số 1 luôn các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy hashtag này giúp mình nha các bạn. Các bạn sao chép nè, rồi các bạn vào tài Twitter của mình nè. Rồi các bạn like nha các bạn, các bạn trích dẫn cho tài quyết nè các bạn. Các bạn dán hashtag vào nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào, cộng mình. Rồi các bạn bấm tài quyết nha các bạn. Sau khi tài quyết xong thì các bạn mới up lại lên form nãy nữa nè. Rồi các bạn điền lại username tài Twitter của mình nè các bạn, cộng win VNN9. Vì video trước mình đã hướng dẫn các bạn lấy username này nọ hết rồi các bạn. Tiếp tục các bạn follow Instagram, gọi gỡ đường link Instagram nè. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube, gỡ đường link YouTube nè các bạn. Khá là đơn giản các bạn. Trên kênh YouTube nữa các bạn bấm đăng ký các bạn. Sau khi đăng ký xong các bạn bắt up lên. Các bạn nhấp vào bài và trên cùng của mình, kênh của mình nè các bạn. Các bạn bấm vào bài và trên cùng các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép vào khai nháy tạm nè. Sau khi sao chép vào khai tạm xong thì các bạn bắt up lại, các bạn dán vào đường link channel của mình ở đây nè các bạn. Rồi đây mình đọc luôn các bạn. Các bạn copy lên YouTube mình dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn bấm vào theo dõi nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng thời gian này nè các bạn. Các bạn sao chép lại vào này nè các bạn. Sao chép dòng thời gian trên đây nè. Rồi các bạn bắt up lên inform nè. Rồi các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì cái mã giới thiệu này thì các bạn điền mình a còng anh 4 số 1 nha tất cả các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn, bấm gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dán những tập cần support đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.